rồi hả? Tiến. Chị. Anh Vũ. Hai người biết nhau hả? Anh Vũ không có nói cho em biết chị là gì của anh hả? Anh không dám nói hả? Chị là người yêu cũ của anh đó. Sao trước giờ anh không nói cho em biết? Thì anh không có biết là Phúc là chị của em. Chắc anh cũng không có nói cho em biết lý do chị chia tay ảnh đúng không? Là gì vậy? Anh nói đi. Ảnh là trai bao đó. Tiên à, anh xin lỗi anh đã giấu em. Thật sự á, anh cũng muốn nói cho em biết lắm, nhưng mà anh sợ nói ra em không có chấp nhận. Tại sao mình quen nhau mà anh lại giấu em? Chuyện đó là chuyện quá khứ. Nếu mà anh nói ra em đã chấp nhận yêu anh thì cái chuyện đó em đâu có suy nghĩ gì đâu mà anh giấu em chứ. Anh nói đây không chấp nhận á là em không chấp nhận lời cầu hôn của anh. Cầu hôn? Nhẫn đâu? Không có. Anh là diễn viên được rồi đó. Phúc à, bữa nay anh không đem nhẫn á vì nó chưa đúng thời điểm. Anh đã đúng thời điểm á, anh sẽ cầu hôn chính thức tiên. Đúng thời điểm? Mấy người nói xạo hay nói vậy lắm em. Đặc biệt là một người như hắn. Tôi nói vậy anh không nghe. Anh còn chơi gì nữa? Cút ra khỏi nhà tôi ngay. Tôi nói một lần nữa, cút. Chị. Anh đi đi. Anh Vũ. Chị đang làm cái gì vậy? Em á, em lớn rồi. Tụi em quen nhau cũng được một năm rồi đó chị. Một năm? Mà bây giờ em mới nói với chị. Hôm nay em cũng định tạo bất ngờ cho chị. Bất ngờ lắm luôn á. Nhưng mà trong vòng một năm nay, ảnh quen em, ảnh rất là đàng hoàng. Ảnh có công việc ổn định nữa. Ảnh không có còn làm cái nghề của chị nói đâu. Mà bản chất con người không bao giờ thay đổi được em. Nhưng mà em lớn rồi. Chuyện của em chị để em tự quyết định đi. Dù chị có nói gì đi nữa thì em vẫn sẽ quen ảnh. Em sẽ chấp nhận là cầu hôn của ảnh. Chị không có ngăn cản em được đâu. Tiếp. Chị sẽ chứng minh cho em thấy hắn ta là một người như thế nào. Em nhận ra ai không? Người yêu của em đó, anh Vũ đó, đang cầu hôn bà già. Bản chất của hắn ta không bao giờ thay đổi. Chị đã nói với em bao nhiêu lần rồi, trai bao thì vẫn là trai bao thôi. Em tin hắn ta yêu em thật lòng hả? Trong lúc mà em đang uống trà sữa, hắn ta đi lái máy bay. Khờ ơi là khờ à. Rồi luôn, vừa nhắc Tào Tháo tới, rồi dẫn hôn thê tới luôn.
đồ đôi còn âu yếm trước mặt nữa. Trời đất ơi, tại sao anh đối xử với tôi vậy hả? Anh nói anh yêu tôi mà anh đi cầu hôn một người đáng tuổi mẹ của anh. Hiểu rồi, mẹ của anh mà. Mẹ của anh? Bây giờ anh còn nói láo được hả? Mẹ của anh. Sở dĩ Vũ phải làm nghề như vậy là gì? Tất cả là lỗi ở cô. Cô bị bệnh, bệnh tim rất nặng, cần phải phẫu thuật. Có hai mẹ con, Vũ sợ mất mẹ nên nó đã giấu cô để kiếm tiền lo phẫu thuật cho cô. Sau khi cô bình phục thì nó nói tập cho cô biết cô rất đau lòng. Nhưng trong hoàn cảnh đó thì Vũ không còn chọn lựa nào khác. Bây giờ thì Vũ đã làm nghề khác, kiếm tiền một cách đàng hoàng, chính thống. Cô chỉ mong mỏi sự tha thứ của Phúc. Sự rộng lượng của Tiên. Hai chị em hãy suy nghĩ lại. Nếu hiểu được và thông cảm cho hoàn cảnh mẹ con cô thì cô cảm ơn Diệp. Cô cảm ơn. Con mẹ Tiên, bây giờ em tin anh chưa? Không. Mẹ đã nói hết sự thật rồi, em cũng phải hiểu chứ, là anh yêu em thật lòng, cho nên là anh mới dẫn mẹ anh tới đây để anh cầu hôn em. Thì chứ nói cầu hôn người ta hả, giờ mà có thấy gì đâu. Bây giờ mới là thời điểm thích hợp nè. Tiên ơi, đồng ý làm vợ anh nha. Cảm ơn mẹ. Còn gì nữa, kêu mẹ đi. Cảm ơn mẹ.